Sau đây là kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3, ngày 2 tháng 4 năm 2024. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0, 7. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 0, 2. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4901, 6714, 8855. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2438. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 18939, 58746, 38236, 50087, 03793, 85437, 58045. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 62744, 78049. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 64660. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 81637. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 650210. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 650210.